cái tụi nó ngu quá à. Con biết không, cái thời điểm đó là má đã ra đi rồi, năm 89 là má đã đi rồi, mà làm Hồng Loan là năm 92. Má nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thời điểm đó bạn của cố nghệ sĩ là Lê Tuấn, còn má thì đã ở riêng rồi. Mà cái thời điểm đó thì má cũng chưa có quay trở lại làm bạn tri kỷ với cậu. Má gặp cậu đôi khi cũng còn không có nói chuyện với nhau nữa. Rồi bây giờ nói là chữ ký của má thì bây giờ má không có cá độ nha. Thì bây giờ nếu có muốn cá, không cá độ mà giờ muốn đền bồi danh dự cho má bao nhiêu. Đó, hết ADN của má với Hồng Loan là con ruột. Thì má có nói qua một lần rồi đó. Cái đây là không có cá độ nhưng mà phải đền bồi danh dự đơn giản thôi. Nếu mà thử ADN không đúng, Hồng Loan con của má là phải đền cho má 2 tỷ. 2 tỷ đó má sẽ đem vô Mặt trận Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc má hiến trong đó. Rồi những gia đình có can, ngon thì cứ làm đi, luôn cả chữ ký trên cái tờ nhận con nuôi luôn. Đó, làm đi. Đừng có ngồi trong cái xó đó mà nói chuyện tru tréo. Đừng có làm cái chuyện đó mà tru kéo hoài, không đi mất cỡ. Mà cái mặt, cái trời xanh ra cái mặt của nó là má chưa có lưỡi cài là đã hiểu rồi. Rồi cũng gọi má là ông bóng già này kia nọ, nó mất dạy quá, con nó quá mất dạy. Thì con biết ông, ký ức kỷ niệm, tự mình làm, tự mình cảm thấy mình hổ thẹn với lương tâm mình thôi. Con biết ông, có những cái á, những đứa em mà sống ở trong nhà cậu lúc mà cậu còn đương thời, rồi lúc cậu lớn tuổi, rồi lúc cậu bệnh, tất cả những đứa em ở trong đó, ví dụ như là có hôm nào mà có đám hay cái gì đó, hoặc là con đi đâu con gặp những đứa em đó, con cứ tưởng họ, các con cứ tưởng hỏi đi, con cứ hỏi là má Thanh ở trong nhà, má Thanh khó khăn, má Thanh có la tụi em không? La thôi nha, chứ đừng nói tiếng chửi là không có, tiếng la cũng không có. Thằng Sử nè, thằng Tránh, đứa nào cũng thương má, đứa nào nói chung ở đó, luôn cả cái con Oxin ở mười mấy năm chưa bao giờ má la má rầy nó nha. Có những lần mà má qua thường cái cậu mà cứ la mất tiền hoài, thì nó là người giữ cái sách của cậu, giữ luôn cái chìa khóa cái sách của cậu. Nó đi, cậu đi diễn, cậu đi hát thì nó là người lãnh lương. Nhưng mà về á, cứ một hai ngày trong sách á, ví dụ là 5 triệu, mất 1,5 triệu. Đúng ra nó lại là người lãnh lương, nó phải có chịu trách nhiệm vấn đề đó. Má lên chơi á, thì cậu than tiền của nó, cái tiền đưa giữ mất hoài. Thì má mới hỏi nó, ba con về con sẽ lấy cái túi của cậu con để ở đâu? Nó mới nói là nó để trên cái đầu nằm tại cái tủ, cái giường của cậu hai bên nó có hai cái học tủ, như cái bàn người ta hồi xưa mình gọi là table de nuit á, thì nó đang để trên đó. Thì má mới bảo thế này, má nói thôi bây giờ gì nè con, sau này con đừng có để ở đó nữa, tại con để đó người ta biết cái địa điểm đó, người ta lên người ta lấy. Thì con trong phòng của cậu thì con trong đó thì con phải để chỗ khác. Thì con biết trong nhà của cậu á, má có làm hồi thời má đứng má xây cái nhà đó, thì bất cứ cái tầng nào cũng có tủ âm hết để quần áo. Vậy tại sao nó không đem qua cái phòng kế bên, thế như là không phải cái phòng kế bên nữa, nhưng mà cái phòng của cậu đó là hai căn nhập lại, thì má chia đôi ra, một bên là phòng quần áo đó, còn một bên thì phòng ngủ với toilet của cậu. Má kêu nó đem cái sách đó đem đi vô cái chỗ khác để đi, nhưng mà nó vẫn không để, nó vẫn để đó để mất tiền hoài. Thì con cứ nghĩ đi, như vậy là như thế nào? Thì má không chưa la đứa nào bất cứ trong nhà, chứ đừng có nói mà má chửi. Má chỉ là quyền quy, là quyền quy là cái gì, cả quyền quy là cái gì, bất cứ nhà cậu hư cái gì, hư đèn, hư nước, hư đường ghi, đường gạch, đường gì cũng gọi là má, cũng gọi cho má, thì má kêu thợ đến làm đó. Rồi có công chuyện gì quan trọng, giấy tờ thủ tục đi xin phép sửa chữa nhà, xây nhà gì đó, má cũng lại là người đứng ra đi làm. Chứ còn mà cái quy quyền để ăn hiếp, cũng như người bên kia ăn hiếp với đứa nhỏ trong nhà là hoàn toàn không có nha con. Qua bển là lúc nào cũng với đứa con hết trơn á. Nhỏ lớn là má xưng má đàng hoàng với con, chứ chưa bao giờ má có một tiếng má nói chuyện với đứa nhỏ mà mày tao, chưa bao giờ có. Tại với đứa nhỏ nó còn hết trơn con, nhân chứng sống còn, chứ phải chi đứa mất đứa còn thì má nói xạo, còn hết. Còn hết trơn con, mấy đứa sống với cậu bây giờ nó còn đều hết, chứ chưa có mất đứa nào hết trơn cậu. Cái quy quyền của má là quy quyền, là quy quyền, tức như là tất cả những cái chuyện gì trong nhà, má là người đứng ra, má giải quyết, má làm. Thủ tục giấy tờ của cậu giống xây nhà, sửa nhà, má đi làm, đó. Rồi nhưng mà cái má đi làm đâu phải má đi làm không đâu, má đi làm được đâu.
cậu phải ủy quyền cho má là cái căn đó là sửa 2004 đó, bắt đầu 2005 là xong đó. Là khi mà má làm thủ tục mà sửa là một căn nhà như vậy đó, má lấy tư, má lấy cái tư cách gì má đi sửa cái nhà đó đi, mà má đi xin phép thì phải có tờ ủy quyền. Bên bà tủ nó nói không có, như cái thằng vừa rồi, cái thằng cái con hai tay xanh nó la má xạo đó, cái lỗi đó nó dốt nát nó không biết, bản thân nó chưa được cái nhà chính thức, nó đứng tên trên sổ hồng nữa thì làm sao nó biết căn nhà đi thủ tục làm cái căn nhà như thế nào. Tự nhiên má không trong hộ khẩu, tự nhiên má ông A ông B C đâu ngoài đường á, đi lại cái làm cái thủ tục xin sửa nhà số 5, ai cấp phép cho làm, toàn là một đám dốt. Mà nói ra cũng như là mình ra là hiểu luật, nó gọi là dốt nát á, là hay nói. Thợ từ thành phần đứng ngoài đường cũng dốt, mà thành phần ngồi trong văn phòng máy lạnh cũng dốt luôn. Cũng dốt luôn. Nó nói má là ký tên trên cái tờ nhận con nuôi. Cái chuyện bây giờ đó nè, con nuôi con ruột thì không thành vấn đề nha, mà có hợp pháp đây cũng ngu nè, cũng ngu đó đó, cũng ngu, vừa vừa để người khác ngu chứ, biết không, mình ăn cơm chứ không phải mình ăn cám, nghe chưa, nghe chưa. Con Trang Lâm, thằng Trang Lâm, con Trang Lâm gì nè, ngu mình chia cho người ta ngu nhá, biết không, đừng có than quá, đừng ngu xuẩn. Đến lúc này cũng chưa lộ ra được nữa. Nhiều con biết ở đây sao nó ngộ ghê, mới thấy tòa hình như là em mới đón là chắc cha sanh mẹ đẻ một mẹ mà sanh ra một bầy như vậy đó, vừa ngu vừa dốt, ăn ngang nói ngược, ăn xong ói ra xong ăn lại, mà nói không sợ người ta cười. Thêm cái thằng mà thằng đạo diễn nữa. Alo con, à cái mặt cậu đưa sao con phải không? Ô qua đi 61 con. Ok con. Hình như là một lỗ trung ra hay sao con? Ngu dốt đều hết trơn á. Con biết không, sao cũng phải nói cho nó biết, nó nghĩ là mình sợ đó. Chắc nó muốn nói thì sao nó nói. Ngu được chừa ta ngu, nhưng mà cái tham và cái ngu cũng tham nữa, hốc hết từ trên tới dưới một bầy luôn. Tham thì tham tới cái tham cũng, cái ngu cũng tham, mà cái ngu cũng tham nè, rồi cái dốt cũng tham luôn. Đó là tự cái đám của nó là tự nó đào lỗ chôn nó thôi, chứ không ai chôn nó. Nói cái đi kiện không, mà đi kiện mà là mà nói là đi tờ giả đâu, là nó kiện quỹ ban đó, coi như cũng không hiểu nữa. Chẳng lẽ bây giờ còn lon nó 5 tuổi nó cầm cái tờ thì đi ra quỹ ban nó làm mà cái xanh cho nó. Ở trên đời thì hầu như là lịch sử mấy chục năm cả trăm năm chưa có đám nào ngu như vậy. Kiện chính quyền chứ kiện ai, ADN muốn hỏi ADN nó đã đi xuống dưới mày mua thêm một cái miếng đất kế bên Hoa Viên, mà xuống dưới mày hỏi, mày xuống dưới mày hỏi, dừng bớt lại đi, để khi nào mà ra tòa xong xuôi đàng hoàng á, thì có chừng có cái chuyện mà có cái chuyện mà thoát y nha, ra phố đi bộ nha. Thấy có hơi, má thấy có hơi đó nha, mà cứ
cái phiên tòa mà nếu xong xuôi đàng hoàng là có người thoát y đó, có người thoát y đó, người ta phố đi bộ đó, thấy không, nói rồi càng ngày càng tới, càng ngày càng tới luôn, những cái con mà nó già cái đầu nó rồi, cái mặt thì như cái lưỡi cài, mà trời xanh ra cái mặt đã xấu, cái tâm tâm địa cũng xấu luôn, ăn nói xà lơ. Thằng đó phải đi xa đó con, Vũ Liên Linh Nguyễn ơi, thằng đó phải đi xa. Thêm một thằng đạo diễn đó, họ nói như đúng rồi, nó sao trời xanh, nó cái miệng của nó mà bác nghĩ, nó nghĩ là không phải là cái miệng, hết chuyện đi kiện chính quyền. Chính quyền đã, người ta tuyên bố mấy lần, người ta thông báo là hợp pháp rồi, giấy tờ chính xác của ta là có hộ tịch để giữ rồi, mà cũng dám nói giấy giả không, chỉ là chính quyền làm giả chứ gì nữa. Đạo diễn rất tốt á, cũng xác mang xác ra đây nè, cũng định má nè, còn ngoan cố mà dốt, tôi cũng còn ngoan cố nè, con thấy không. Sau này á, là cuộc đời của nó nằm, nó suy nghĩ là nó tự, nó hại nó tự đào hố chôn nó thôi. Không, má thì thật sự cái con á, má thì không á, tính của má nó làm sai mà nói thôi, chứ má không có nói tới mấy người lớn tuổi trong nhà của nó, là vì người ta người lớn mà ta đâu có nói mình đâu, mình nói lại thì chỉ mình nói nó thôi. Diễm Lê ơi, má con yên tâm, giữ gìn sức khỏe bình thường thôi. Chắc nó phải đi thôi Lý Trần ơi. Cảm ơn con trước em chuyện Trần Thị nha. Nó thì nó ngoan cố thôi chứ nó không có ngu được con ơi, nó ngoan cố quá thì từ đó bắt đầu là nó không còn biết phải trái gì nữa hết trơn á. Thử kể đi, mà mấy cái đó là má đã biết rồi, má thì nghe thôi chứ cái đó là cái tuồng cũ đó con ơi, từ xưa là như vậy rồi, chứ đâu phải mới đây đâu, bản chất người ta như vậy từ xưa giờ rồi. Cậu thương người nào thì họ muốn triệt người đó thôi. Thằng đó thì con khỏi nói rồi, cái thằng sạc răng đó thì khỏi nói đi con ơi, nhìn cái mặt nó biết đó, cái người như tính như thế nào rồi. Thắng nước màu á, thắng nước màu để kho cá. Thì nếu mà họ diễn lý do 3 lần mà không biết, cứ họ bên họ khoảng 3 lần thì người ta không xử nữa đó nha. Ta công bố ai thắng luôn đó, ta tuyên bố ai thắng luôn, ta đâu có xử ra, đâu có phải mà luật pháp mà đâu có phải mà muốn dời là dời, một hai lần, cái lần thứ ba là người ta giải quyết rồi.